Rồi chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Về con máy này thì rất là nhiều anh hỏi nha. Thì hỏi giá thanh lý thì ok, nay mình đã cho nổ nha. Ngon lành rồi. Thì quay chia sẻ anh em nha. Nói chung là con máy này là xấu banh nóc nhà nha anh em. Nói xấu là không có con máy nào mà về mà xấu như con này được hết nha anh em. Đó. Ngoại hình thì nói chung là không phải khen ở đâu được nè, nói chung là tê chê toàn tập. Đó, quay chi tiết cho anh em ha. Nói chung nhưng mà được cái máy móc là zin ok hết nè. Hồi nãy mình châm vô miếng nhớt nữa, nó hơi dương nhớt, chạy cái nó ra nhớt ở đây ha. Nhưng mà máy móc là hơi hám, không độ hơi ha. Ngon lành. Ngoại hình thì xấu không thể tưởng ha. Cái tâm này buli này ok, ngon lành nè. Anh em có thể đổi buli bự nhỏ được nè. Đó, đây dặn ra cảo cái này ra đổi buồng nhỏ được ha. Con này theo mình biết ở bển nó có rảnh này đặt, chắc nó để vô cục đề anh em, nhưng mà về đây nó mất rồi nha, không có nha. Đó, máy móc ok ha, các nước là không lủng không xì, bình dầu không lủng không xì ha. Máy móc nguyên zin, chưa tháo chưa bung, có cái là nó hơi bị sét thôi. Đó, boe thì hơi bị mớp đây miếng ha. Bên chụp cò chưa mở con ốc luôn ha, bét dầu bét đồ thì nó xét nghẹt. Nói chung là không phải khen đâu được á nha anh em ơi, chê toàn tập. Rồi sớm mình đóng cái nắp nước ra, mình vô nước chăm nước nha anh em nè, nước đầy luôn nè, không xì miếng nào nha. Đó, không xì không lủng, xả nước thì còn ngon lành nha anh em. Đó ha. Đó, nói cho anh em biết cái tình trạng đó là bét này về mình không tháo luôn. Ủa cái nắp này đâu gắn vô, còn cái nắp này mà. Ủa sao có cái cộng dây chì gì ở đây ạ? Tháo công dây chì này ra coi, quà cho có công dây chì vô đây nè. Nãy mình dặn cái này ra mình chùi cái ly dầu nha nè. Đó nha, con này là bạc đạn nha anh em, cắt cái này dặn cái này ra, lấy cái kìm mới dặn cái này ra cắt bỏ nó, cái nắp chụp nó còn nè ha. Ra ngon lành nha anh em, nguyên zin chưa tháo chưa bung gì trơn ha, các nước đây. Con này anh em mà muốn ngon về anh em tháo cái nước anh em xúc cái nữa cho nó ngon lành nha, trộn nước mới ngon nha anh em. Đó, cái nước nó ok ngon lành nè ha. Bình dầu ly dầu là không có lủng luôn, không xì ha, khóa dầu ngon lành. Đó, bình dầu bên trong thì cũng còn cũng được được anh em nha, không có xét gì mấy anh em. Đó, bình dầu gì là ok, ngoài nó xét thôi. Thì con này thì giá rẻ nha anh em, để coi thông tin là gì. NS110C nha, 11 ngựa nha anh em. Rồi báo giá luôn anh em nè, nói chung là giá 6 triệu chưa bao gồm vận chuyển nha anh em. Đó, anh em nào mà không quan trọng ngoại hình thì cứ mua con này, còn mà nói quan trọng ngoại hình thì bỏ qua ha. Nhưng mà được cái bao cho anh em mà con này là không đổ hơi đổ khói, máy là zin hết, máy về mình đổ dầu vô quay một phát một chạy luôn nha, không có làm gì thêm hết anh em. Đó, nước thì ok ngon lành. Nói chung là tiền nào của đó nha anh em. Nói chung là anh em nào mà được thì mình tiến tới, không được thì mình lướt qua ha. À, tránh mất thời gian và comment nó những không hay ha anh em. Rồi quay đi, 150kg nha anh em. Con này mới ấy mà ship nó cũng bệnh luôn á. Ship chắc để coi nhiêu tiền ta, 150kg, tiền ship cũng khá nhiều anh em ơi. Đó nè, đó bét dầu bơm ép anh em ơi. Nè, chạy là không ra khối miếng nào. Rồi để đi lên miếng ra nữa. Rồi rồi, ra đi, tránh đi. Được rồi, cái để đi nha. Máy chạy chuẩn đét luôn nha anh em.
Rồi ok, ngon lành hết. Con này anh em nào muốn ngon nè, em nói cho anh em về làm ha. Thứ nhất tháo cái bộ áo này ra hết ha, các nước anh em xúc lại cho nó ngon, xúc lại nó ok ngon lành ha, ấm ấm à, xúc lại ok ngon lành. Anh em về thay cái bạc đạn của dây go này nha, của cái bu ly này, không biết bu ly này hay bu ly này mà chạy nó hơi nghe gạo gạo một xíu đó, bu ly này hay bu ly này gì đó, thay cái bạc đạn cái là xong. Bạc đạn này có mấy ngàn hay chưa được 30.000 nữa ha, là chạy ngon lành ha. Đây anh em thông tin nữa nè, NS 130C nha, Boe bạc đạn gì đầy đủ zin hết toàn tập ha. Anh em nào mà về bơm nước không quan trọng ngoại hình thì mua ha, còn mà anh em nào mà cần đẹp thì lướt qua con này kiếm con khác đẹp hơn ha. Nhưng con này cái hơi hám nó chạy là anh em nghe là biết rồi ha, khói bọng là không ra, các dầu các đồ mình cũng không tháo nha nè, nguyên y hết, nhưng mà nó hơi xét bà nó hết rồi. Về con này thì chỉ bỏ ngoài đồng ngoài bãi anh em bơm nước thôi, mà anh em bơm nước cái con này đó anh em cũng sợ mất nữa, 150kg hai thằng khinh không có nổi đâu ha đó. Nhưng mà thấy xấu banh nóc nhà vậy nó cũng không lấy để làm gì ha, lấy mất công về đập dây chai cực ha. Nhưng mà anh em cần bơm nước thì ok đó, quá ngon ha. Rồi nhắc lại lần nữa anh em, giá 6 triệu chưa bao gồm vận chuyển. Ví dụ anh em nào miền Tây em sẽ hỗ trợ vận chuyển 500.000 nha anh em, là 6,5 triệu. Tại con này 150kg anh em về tới anh ơi, tới miền Tây là hình như hơi bị nặng tiền á, 150kg miền Tây là khoảng 700-800 ngàn, mấy ship nó bị theo mấy gờ chở được đó. Nhưng mà anh em miền Tây nếu mà mua có nhu cầu con máy này thì cứ vận chuyển là em cứ lãnh 500 ngàn thôi ha, 500 ngàn là vận chuyển đó, sớm đóng cả buổi chờ mới ra được cái nắp này ha nè, nước ok ngon lành. Rồi chào tạm biệt anh em ha, chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha.